Thưa quý vị, mới đây, một kiến nghị của 31 nhân vật gồm một thượng tướng, 3 trung tướng, 7 thiếu tướng, 11 đại tá và 9 cán bộ cao cấp lão thành cách mạng, trong đó có một nguyên thứ trưởng, đồng ký tên gửi đến Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương Đảng. Bản kiến nghị này mang lời lẽ gay gắt, mạnh mẽ phê phán việc làm của hai lãnh đạo là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tường thường trực Nguyễn Sinh Hùng. Mặc Lâm tường trình sự kiện này. Bản kiến nghị nêu lên những thất bại trong chính sách cũng như tư cách của người lãnh đạo quốc gia đã nhiều lần làm nhân dân đặt câu hỏi về tài năng đức độ của họ. Đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bản kiến nghị nhấn mạnh đến trường hợp mới nhất là vụ Vinasin. Dựa vào bản báo cáo của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng cho biết, thì ông Phạm Thanh Bình là người trực tiếp lộng quyền, dối trá và dẫn đến nhiều việc làm sai trái nghiêm trọng, khiến cuối cùng tập đoàn này đã vỡ nợ với con số lên đến hơn 84.000 tỷ. Bản kiến nghị ghi rõ chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới là người chịu trách nhiệm trực tiếp vì đã lập ra tập đoàn này và chỉ đạo ông Bình vào vai trò cao nhất. Tập đoàn Vinasin do chính phủ trực tiếp quản lý nhưng không biết lời lỗ ra sao trong một thời gian dài, để rồi khi sụp đổ, Thủ tướng Dũng đã ra lệnh cơ cấu lại hầu che lấp lỗi lầm của mình. Riêng Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, bản kiến nghị gay gắt hơn khi cho rằng ông này cũng liên đới trách nhiệm trong vụ Vinasin. Hơn thế, chính Phó Thủ tướng là người luôn cho rằng Vinasin cần phải được bảo vệ dù bất cứ giá nào. Bản kiến nghị cũng gay gắt nhắc lại việc Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng là người hăng hái nhất, cổ vũ cho việc phá cho được hội trường Ba Đình, bất chấp những di sản quý giá của đất nước. Bản kiến nghị đã vạch ra tư cách không phù hợp địa vị của một Phó Thủ tướng thường trực, trong khi ông Hùng tham dự Quốc hội, khi có đại biểu nói, ông cán bộ nọ có sai phạm sao không thi hành kỷ luật. Lúc ấy Phó Thủ tướng trả lời, kỷ luật thì không có người làm việc. Câu trả lời này được những người ký tên trong bản kiến nghị cho là tùy tiện, và chứng tỏ khả năng lãnh đạo của Phó Thủ tướng quá yếu kém. Trong kiến nghị, ông Nguyễn Sinh Hùng bị phê phán là có xu hướng áp đặt và hạn chế dân chủ trong việc cổ vũ cho dự án đường sắt cao tốc. Bản kiến nghị phê phán Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thiếu lễ độ, vì trong khi thảo luận, đại biểu còn có ý kiến khác, thì Phó Thủ tướng giơ tay chém xuống, tuyên bố không thể không làm đường sắt cao tốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng là người đưa ra sáng kiến cổ vũ cho việc bãi bỏ Hội đồng Nhân dân huyện. Đây là một đề nghị vi phạm hiến pháp, rõ ràng muốn tạo ra thế triệt tiêu mọi phê bình dân chủ. Bản kiến nghị yêu cầu Thủ tướng và Phó Thủ tướng nên tự kiểm điểm trước Ban Chấp hành Trung ương và xin từ nhiệm. Đây không phải là bản kiến nghị đầu tiên. Trước đó vào ngày 22 tháng 4 năm 2010, một bản kiến nghị thu thập chữ ký của 18 lão thành cách mạng cũng đã được gửi cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 10, nhằm góp ý phê bình thẳng thắn 4 nhân vật gồm Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Tô Hy Rứa. Thẳng thắn phê phán 4 nhân vật này đều tham quyền cố vị, làm việc trong nhiều nhiệm kỳ nhưng tỏ ra không đủ khả năng lãnh đạo. Bản kiến nghị yêu cầu cả 4 người không nên tiếp tục ứng cử trong nhiệm kỳ tới của Đại hội Đảng lần thứ 11. Có điều đặc biệt là bản kiến nghị đã nêu đích danh Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là người ngã hẳn theo Trung Quốc một cách công khai. Trung tướng Lê Hữu Đức, người ký tên đầu trong bản kiến nghị, đã ghi thêm phần nhận xét của mình như sau. Với đồng chí Nông Đức Mạnh, khuyết điểm trầm trọng nhất là ngả hẳn vào bọn Trung Quốc, không thấy được âm mưu muôn đời của Trung Quốc là muốn nuốt chửng nước ta, không thấy qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước, chỉ vương triều nào nhu nhược, chạy theo bọn Trung Quốc là mất nước hay sao? Cần kiểm điểm nghiêm khắc trước khi nghỉ việc để làm gương cho những đồng chí khác, tránh vết xe đổ nát của đồng chí Nông Đức Mạnh. Sau khi hai bản kiến nghị được xem là gay gắt và mạnh mẽ nhất tung ra, thì một quy định của Thanh tra Chính phủ xuất hiện vào ngày 26 tháng 8, 2010, quy định việc nộp đơn khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị gửi đến các cấp không tập trung chữ ký của nhiều người, mà người đứng đơn phải nộp riêng từng người một. Ngay sau khi bản quy định này được tung ra, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã đưa ra nhận xét. Quy định mới của Thanh tra Chính phủ được thể hiện tại cái thông tư số 04 ngày 26 tháng 8 năm 2010, về cái việc là cơ quan nhà nước khi nhận đơn khiếu nại thì phải phân loại ra, nếu một đơn nào mà có chữ ký của nhiều người khiếu nại thì trả lại và bắt người khiếu nại, nếu muốn tiếp tục thì phải mỗi người một đơn riêng. Nguồn gốc của cái thông tư này chính là một cái văn bản của chính Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, đó là cái nghị định 136 ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khiếu nại tố cáo và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáo do chính Nguyễn Tấn Dũng ký, rõ ràng tại điều 6
là trả lại đơn khiếu nại của ông hoặc bà và đề nghị ông bà viết đơn khiếu nại riêng của từng người gửi đến cái cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Vậy thì chính Nguyễn Tấn Dũng là thủ phạm của cái hành vi cấm người dân khiếu nại tập thể tất cả các văn bản từ nghị định 136 của chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng ký cho đến cái thông tư số 04 ngày 26 tháng 8 năm 2010 vừa qua của Thanh tra Chính phủ để cấm đoán khiếu nại tập thể. Đó là những hành vi vi phạm hiến pháp, vi phạm pháp luật về khiếu nại tố cáo. Riêng Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người liên tiếp đứng tên trên những bản kiến nghị này, khi được hỏi liệu quy định này có phải nhằm vô hiệu hóa những kiến nghị tương tự như kiến nghị ông vừa gửi đi hay không, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết. Đó là một cách trước đây thì ông đã quy định rồi. Trước đây ông đã quy định là phải từng người. Người bữa trước tôi đã trả lời ông Kim Tấn Sang rồi. Tôi đã trả lời rằng từng người ký thì đến đại tướng ký bao nhiêu cái đơn kiến nghị một mình đại tướng ký. Các vị còn không chú ý đến, các vị còn không hồi âm. Thế bây giờ bảo chúng tôi là mỗi người ký kiến nghị các thứ thì có nghĩa gì? Cho nên là chúng tôi bức xúc thì tôi phải ký tập thể để cho các vị chú ý. Đấy, tôi đã trả lời ông Kim Tấn Sang như thế rồi đấy. Và mặc dù họ cấm thì cấm, và không giải quyết thì một người họ không giải quyết, mà nhiều người họ không giải quyết. Nhưng mà chúng tôi cứ phải gửi. Rồi đồng bào sẽ tự biết là ai đúng hay sai thôi. Khi được hỏi liệu trong điều lệ đảng có quy định về việc trả lời các kiến nghị của đảng viên trong việc xây dựng đảng hay không, ông nói. Từ trước đến giờ thì họ chả bao giờ họ trả lời cả. Đến đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi kiến nghị, bao nhiêu thơ mà họ cũng chả trả lời. Tôi cũng thế, tôi cũng gửi bao nhiêu kiến nghị, bao nhiêu thơ cho họ nhưng mà cũng chả bao giờ họ trả lời. Nhưng cái việc tôi làm tiếp tôi cứ phải làm. Từ trước giờ trong điều lệ đảng thì cũng không nói là họ bao nhiêu lâu họ phải trả lời. Nhưng mà trong quy định với trong luật ấy thì công dân có kiến nghị, có khiếu nại thì phải trả, các cơ quan hữu quan phải trả lời trong 15 ngày. Thủ tướng quy định thì quy định, và dù luật quy định nhưng bây giờ người ta có làm theo luật đâu mà. Thủ tướng ra nghị định thì giờ cũng thôi, người ta có theo dõi. Giới quan sát chính trị quốc tế cho rằng chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ra thận trọng hơn những chính phủ trước khi đối phó với chính kiến của những nhân vật cao cấp trong quân đội hay trong cấp ủy đảng. Lý do có lẽ chính quyền lo ngại dư luận quốc tế nên cố gắng tránh càng xa càng tốt những tiếng nói vang lên từ trong đảng, vì chính quyền biết rõ càng chống lại thì dư âm của những tiếng nói ấy lại càng vang xa.